Thân chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Tôi Mục Sĩ Lê Hồng Phúc rất vui được hướng dẫn buổi hội thoại chiều hôm nay với ca sĩ Hoàng Nam trong chương trình Tin và Sống. Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam đến từ Vancouver, Canada. Mời Hoàng Nam gửi lời chào thăm đến quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Hoàng Nam rất là vui được có cơ hội được trò chuyện với quý vị ngày hôm nay, được gặp Mục Sĩ Phúc ở đây. Và lời đầu tiên thì cho phép Hoàng Nam gửi tới toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV lời kính chúc sức khỏe và chúc quý vị luôn luôn có những giây phút thật là vui vẻ, bình an trong cuộc sống và luôn luôn để ý theo dõi Đài Sài Gòn TV nhé. Hay quá, cảm ơn ca sĩ Hoàng Nam. Hoàng Nam có thể cho mục sư với lại quý khán thính giả biết thêm vài nét về Hoàng Nam, về gia đình, rồi định cư ở Canada được bao lâu rồi? Hoàng Nam cho biết. Thưa mục sư, thưa quý vị, Hoàng Nam thì chỉ mới định cư tại Canada được hơn 3 năm thôi. Và Hoàng Nam thì sinh ra trong một gia đình thì không có ai theo con đường âm nhạc cả, 5 anh em. Nhưng mà mình thì lại đam mê ca hát từ bé. Từ nhỏ là Hoàng Nam đã tham gia rất nhiều các phong trào hoạt động, từ trong phường rồi lên đến các tiểu học, rồi trung học, đại học đều tham gia các chương trình. Và có lẽ là từ bé là cái sự yêu âm nhạc, đam mê âm nhạc đã ngấm vào máu. Chính vì thế mà khi lớn lên đã học tốt nghiệp đại học khoa kinh tế rồi, lấy bằng cử nhân xong rồi lại chuyển sang đi làm ca sĩ. Bởi vì đạt một cái giải nhất trong một cuộc thi tìm ngôi sao nhạc trẻ tại Việt Nam. Và từ lúc đó thì bước theo con đường ca sĩ từ đó đến nay. Như vậy thì Hoàng Nam bước vào sự nghiệp ca sĩ cách đây được bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi, hay quá. Như vậy, khi đi hát từ ở trong nhà thờ hay là hát ở những nơi khác thì loại nhạc nào, thể nhạc nào Hoàng Nam thường thích hát nhất? Hoàng Nam đạt giải nhất trong một cuộc thi nhạc trẻ. Nhưng mà thực sự cái nhạc mà Hoàng Nam thích lại là những dòng nhạc trữ tình xưa. Những bài hát của những nhạc sĩ như là Ngô Thị Miên, rồi Trịnh Công Sơn, Phạm Duy. Có lẽ là nhiều người cũng hỏi Hoàng Nam là tại sao Hoàng Nam đạt giải trong cái nhạc trẻ mà lại hát nhạc xưa. Bởi vì Hoàng Nam có phát hành rất là nhiều những album nhạc xưa như những tình khúc hai thế hệ. Rồi gần đây nhất là album Về đâu mái tóc người thương cùng với nữ ca sĩ Lệ Quyên. Và trước đó thì có một live show nhạc trữ tình quê hương mang tên là Thằng Bờm. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì Hoàng Nam thì lại cái dòng nhạc mà thực sự Hoàng Nam hát mà Hoàng Nam có nhiều cảm xúc nhất đó là hát thánh ca. Cái điều này Hoàng Nam thực sự đôi khi mình cũng không tự nhận xét được chính bản thân mình, nhưng mà khi rất là nhiều cái ý kiến phản hồi của khán thính giả nghe nhạc thì nói là khi mình hát thánh ca thấy có một cái sự truyền cảm cũng như là đụng chạm đến lòng người nghe. Và Hoàng Nam cảm nhận cứ mỗi khi hát thánh ca thì Hoàng Nam cảm thấy là giống như là mình đang được thực sự là đang là chính mình và được dâng lời ca để mà tôn vinh Chúa. Hoàng Nam cảm thấy lúc đó rất là tuyệt vời. Hay quá. Như vậy Hoàng Nam đã có hát nhạc thánh ca. Nhạc thánh ca thường là con dân của Chúa, tin theo Chúa và thường hát một cách đơn ca cho riêng mình hay là trong nhóm nhỏ hoặc là trong nhà thờ. Như vậy Hoàng Nam có thể cho quý khán giả cùng với mục sư hôm nay biết Hoàng Nam biết Chúa trong trường hợp nào và cách đây bao lâu rồi? Thưa mục sư, Hoàng Nam thì biết Chúa vào tháng 10 năm 2006, cũng trong một dịp tình cờ có một người anh rất là thân mời đi đến dự một cái buổi truyền giảng tại nhà thờ hàng tuần. Ở Việt Nam thì hàng tuần họ đều có truyền giảng. Và Hoàng Nam được lắng nghe những bài giảng của mục sư, được nghe các anh chị em hát tôn vinh Chúa. Và Hoàng Nam cảm nhận thấy ô sao những cái bài giảng này sao có nhiều điều đụng chạm lòng mình mà trước giờ mình chưa từng được nghe. Và Hoàng Nam thấy rất là thấm thía và rất là hay. Và cuối giờ thì mục sư mời Hoàng Nam tiếp nhận Chúa. Và Hoàng Nam đã bắt đầu tìm hiểu Chúa từ lúc đó. Mời Chúa vào lòng và bắt đầu học giáo lý báp tem, rồi làm lễ báp tem và cũng được tôn vinh Chúa tại nhà thờ và rất là nhiều các chương trình truyền giảng lớn nhỏ tại
Sài Gòn cũng như là rất là nhiều nơi tại Việt Nam. Hay quá, hay quá. Như vậy, khi có đức tin đặt nơi Chúa thì Hoàng Nam là người con dân của Chúa. Như vậy, đức tin mà Hoàng Nam có nơi Chúa đã giúp cho Hoàng Nam như thế nào trong con đường sự nghiệp ca hát của mình, khi đi đây đi đó, đôi khi cũng đối diện với nhiều cám dỗ, nhiều thách thức, nhiều khó khăn, thì đức tin đặt nơi Chúa đã giúp Hoàng Nam vượt qua như thế nào? Hoàng Nam chia sẻ vài điều cho mục sư và các khán giả được biết. Dạ, cảm ơn mục sư. Thật là cảm tạ Chúa. Đúng, mục sư hỏi câu hỏi này Hoàng Nam cũng rất là muốn được chia sẻ. Đó là cũng có nhiều người hỏi Hoàng Nam là tại sao mình là một ca sĩ, mình đi hát, mình lại tin Chúa làm gì, rồi nói về Chúa nhiều quá vậy. Thì mình là nghệ sĩ, là người của công chúng thì mình cứ hát thôi, đừng có nói quá nhiều về tôn giáo, hay là nói nhiều về một cái gì họ gọi là hơi nhạy cảm một chút. Đối với Hoàng Nam thì khác. Thực sự là từ khi mà Hoàng Nam được biết Chúa, từ lúc mà đặt niềm tin nơi Chúa và được Chúa dẫn dắt đời sống của mình, Hoàng Nam thấy là trước đây khi mà mình đối diện những khó khăn, những thử thách của đời sống mình thì mình chỉ vượt qua nó bằng chính sức riêng của mình mà thôi. Nhưng mà từ khi biết Chúa thì Chúa dạy mình rằng là các con hãy trao những gánh nặng của con cho ta. Ta sẽ ban lại cho các con sự bình an, và sự bình an của ta chẳng phải như thế gian cho. Chính vì thế mà Hoàng Nam luôn cậy nhờ nơi Chúa những lúc mà mình gặp khó khăn. Không phải là mình nhờ cậy Chúa để mà mình ví dụ như mình gặp khó khăn về tiền bạc hay gì, mình muốn nhờ cậy Chúa để mình có tiền hay là mình có những cái vật chất, mà Hoàng Nam nhờ cậy Chúa để mình vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng hơn. Bởi vì mỗi khi gặp khó khăn, đau khổ, những thử thách cuộc sống thì không phải riêng Hoàng Nam, mà ai chúng ta cũng trong đời chúng ta, dù là người giàu hay người nghèo, cũng đều gặp những cái khó khăn, những cái đau khổ, những cái không được bình an trong đời sống. Thì khi đến với Chúa thì Ngài ban lại cho sự bình an và chúng ta vượt qua những khó khăn đó một cách dễ dàng hơn. Và Hoàng Nam cũng chia sẻ điều này rất là nhiều với những người bạn của Hoàng Nam. Và cảm ơn Chúa là cả gia đình Hoàng Nam đều được biết Chúa, và những người bạn chơi với Hoàng Nam, Hoàng Nam đều nói về Chúa cho họ, và cũng rất là nhiều người đã mở lòng tin nhận Chúa và đời sống của họ được thay đổi. Đó là điều Hoàng Nam cảm thấy là cảm tạ Chúa vô cùng. Hay quá. Như vậy, trong con đường sự nghiệp ca hát của Hoàng Nam đã hơn 10 năm rồi, biết Chúa cũng trong 3 năm qua, hát nhiều ở trong các buổi truyền giảng ca nhạc thánh hay là ở tại trong nhà thờ tại Hoa Kỳ, Canada và nhiều nơi khác. Thì kỷ niệm đặc biệt hay là phước hạnh đặc biệt nhất mà Hoàng Nam đến ngày hôm nay muốn kể lại thì Hoàng Nam kể cho mục sư và quý khán thính giả cùng được nghe kỷ niệm đặc biệt đó hay là phước hạnh đặc biệt đó. Mục sư muốn biết kỷ niệm phước hạnh đặc biệt Hoàng Nam gặp Chúa, hay là trong kỷ niệm trong một cái buổi đi hát? Trong buổi đi hát. Thật sự thì rất là nhiều chương trình Hoàng Nam được tham gia, và cũng rất là nhiều chương trình có Hoàng Nam thấy là mỗi một chương trình lại có một cái kỷ niệm khác nhau. Nhưng mà gần đây nhất thì là một chương trình tại Portland với hơn 100 người Việt tiếp nhận Chúa. Thì chương trình này đã cho Hoàng Nam một cái sự kinh nghiệm hơn nữa trong Chúa. Đó là trước giờ thì mình nghĩ rằng mình đi hát tôn vinh Chúa, các chương trình truyền giảng, mình làm chứng về Chúa thì là mình khích lệ anh chị em, và cũng là để nói về Chúa cho nhiều người chưa biết Chúa. Nhưng mà chương trình gần nhất đây Hoàng Nam đi Portland thì Hoàng Nam lại được chính những anh chị em khích lệ ngược lại mình. Khi Hoàng Nam thấy tấm lòng của các anh chị em tại đó, họ cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện suốt 21 ngày cho chương trình. Rồi trong chương trình diễn ra họ cũng cầu nguyện liên tục trong cái phòng bên trong. Và Hoàng Nam thấy là họ hết lòng vì chương trình và hết lòng vì việc mang cái tin lành của Chúa đến cho nhiều người như vậy. Và Hoàng Nam cũng được đụng chạm trong lòng rất là nhiều. Và trong chương trình hôm đó thì Hoàng Nam trong lúc hát cũng như chuẩn bị trước lúc hát hay chuẩn bị hát, Hoàng Nam đều quỳ gối ở bên trong và cầu nguyện với Chúa để xin Chúa là cho con bước ra chẳng phải là bởi con làm chứng mà Chúa nói qua con, những lời con hát chẳng phải bởi sức của con mà là Chúa đang sử dụng đời sống con để mà đụng chạm lòng những người nghe. Quả thực hôm đó Hoàng Nam có một kinh nghiệm rằng lúc mình bước ra mình hát, mình làm chứng, mình
thấy là giống như là không phải là mình nữa, giống như là mình đang có một sự dẫn dắt rất là kỳ diệu của đấng toàn năng. Những lời Hoàng Nam nói hay những bài hát Hoàng Nam hát thấy khác biệt hẳn so với những lần mà mình hát trước đây, khi mà mình thực sự nhờ cậy hết trọn vẹn nơi Chúa. Và sau cái buổi truyền giảng đó thì Hoàng Nam thấy rằng là mình phải luôn luôn nhờ cậy Chúa mọi lúc mọi nơi, cho dù mình cái công việc ca hát hay là công việc Hoàng Nam đi truyền giảng là một cái công việc rất là thường nhật. Hoàng Nam đi rất là nhiều nơi và hầu như là mỗi tháng mỗi tuần, đôi khi mình nghĩ rằng nó là một công việc thì đôi khi mình quên mất rằng là mình hầu việc Chúa không phải là bằng sức riêng của mình, không phải những lúc mình đi biểu diễn hát ở ngoài, mà là mỗi một lần mình hát ca ngợi Chúa thì lại phải nhờ cậy sức của Chúa. Và chính cái điều đó, khi có sức của Chúa, có quyền năng của Chúa trong từng lời mình nói, trong lời mình hát, thì mới thực sự đụng chạm lòng người nghe, chứ chẳng phải là bởi mình cứ hát như bình thường, mà là quan trọng là phải có cái sự dẫn dắt của Chúa, sự ban phước của Chúa trên lời hát, trên lời nói của mình. Cảm ơn Hoàng Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm thật là quý báu, phước hạnh. Cảm ơn quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV theo dõi chương trình Hội Thoại Tin và Sống. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 sau vài thông tin thương mại tiếp theo.